ăn gì để giảm mỡ máu? Đấy là câu hỏi của rất nhiều người khi mà gặp dược sĩ Hiếu và hỏi về cái việc mà kiểm soát mỡ máu trong cơ thể của chúng ta. Bởi vì cái mỡ máu là một cái vấn đề mà rất nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là nó ảnh hưởng tới vấn đề về tim mạch nè, nhồi máu não nè, đột quỵ nè, kể cả cái bệnh lý đái tháo đường nữa. Một trong những cách mà chúng ta kiểm soát được mỡ máu đó chính là cái thói quen cái chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta thì trong video ngày hôm nay dược sĩ hiếu sẽ chia sẻ với các bạn sáu cái thực phẩm có thể giúp chúng ta kiểm soát mỡ máu được ngay tại nhà thì làm sao mà để giảm mỡ máu của chúng ta xuống cũng như là nó tăng cái cholesterol tốt trong cơ thể của chúng ta nó giảm cái cholesterol xấu xuống ha thực phẩm đầu tiên đó là hành tây thì trong cái củ hành tây á nó có một cái thành phần đó là quercetin thì cái thành phần này nó có cái khả năng làm giảm cái phản ứng viêm cũng như là một số các bệnh lý về sơ cứng thành mạch khi mà chúng ta ăn hành tây thì nó có khả năng kiểm soát được những vấn đề liên quan đến sơ vữa động mạch cũng như là những bệnh lý liên quan đến tim mạch của chúng ta tuy nhiên lưu ý thì khi mà chúng ta chế biến cái hành tây á, thì khi mà chế biến ở nhiệt độ cao thì hiệu quả của nó sẽ giảm đi. Vì vậy thì chúng ta có thể là ăn sống hành tây hoặc là trong cái quá trình chế biến ấy, thì chúng ta có thể sử dụng lửa nhỏ, có thể xào tái sơ qua thôi thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một hiệu quả tốt hơn. Đây là một thực phẩm đầu tiên chúng ta có thể bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của chúng ta để giúp chúng ta kiểm soát được mỡ máu tại nhà. Thực phẩm số 2 mà dược sĩ Hiếu muốn chia sẻ với các bạn là một cái loại thực phẩm rất rẻ, rất phổ biến, hàng ngày chúng ta hay ăn mà nhiều người chúng ta không biết, đó là củ tỏi. Có những bằng chứng khoa học về việc mà khi chúng ta sử dụng cái củ tỏi hàng ngày thì nó có cái khả năng kiểm soát được mỡ máu của chúng ta. Có một nghiên cứu vào năm 2016 thì người ta nghiên cứu rằng người ta tổng hợp trên 8 cái nghiên cứu về việc mà người ta ăn bổ sung cái củ tỏi hàng ngày trong tám cái nghiên cứu này thì người ta cho thấy cái hiệu quả khi mà chúng ta bổ sung cái tỏi thì đầu tiên thì nó giúp giảm huyết áp từ 7 đến 16 mm thủy ngân thứ hai là khi mà chúng ta ăn tỏi hàng ngày thì nó giúp cho chúng ta giảm cholesterol từ 7.4 đến 39.8 mg trên dl đây là một con số rất lớn rất đáng để cho chúng ta bổ sung tỏi hàng ngày đúng không thì chúng ta có thể dùng tỏi trong cái gia vị hoặc là những món ăn nấu chiên xào của chúng ta để chúng ta bổ sung tỏi hàng ngày bởi vì rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc mà chúng ta ăn tỏi mỗi ngày nó sẽ kiểm soát được mỡ máu và có một cái số sản phẩm thực phẩm chức năng mà người ta chiết xuất từ tỏi để chúng ta uống bổ sung hàng ngày thì tuy nhiên á thì chúng ta à, uống thực phẩm bổ sung cũng được còn không thì chúng ta có thể ăn củ tỏi hàng ngày cũng tốt nhưng mà theo dược sĩ hiếu thì chúng ta ăn củ tỏi hàng ngày đi nó sẽ tốt hơn nha thực phẩm thứ ba mà nó cũng rất tốt trong cái việc mà kiểm soát mỡ máu của chúng ta đó là quả bơ thì quả bơ nó rất ngon, rất phổ biến và có ở khắp nơi đúng không? Đặc biệt nếu như chúng ta ra cửa hàng, ra quán nước hay quán cà phê, chúng ta có thể gọi một ly bơ hay chúng ta có thể ăn nguyên trái bơ. Có một đánh giá trên 10 nghiên cứu vào năm 2016 về cái việc mà chúng ta bổ sung bơ vào cơ thể thì nó giúp cho việc giảm cholesterol toàn phần, giảm cholesterol xấu và giảm triglyceride chất béo trung tính tức là những cái mỡ xấu mà nó gây hại cho sức khỏe của chúng ta thì bơ nó sẽ giảm được những cái đó vì vậy bơ là một loại thực phẩm rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể bổ sung được hàng ngày chúng ta có thể làm món salad bơ kết hợp với hành tây chẳng hạn thì nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta đặc biệt cái nó có vấn đề là liên quan đến cái vấn đề là tim mạch của chúng ta nữa nên chúng ta hãy ăn bơ hàng ngày nha thực phẩm thứ tư đó là ớt tiêu thì cái thành phần cáp sinh có trong cái tiêu và ớt có thể sẽ giúp cho cái việc mà giảm cái sơ cứng động mạch cũng như là những cái trường hợp mà béo phì hay là tăng huyết áp để chúng ta giảm cái nguy cơ đột quỵ. Vì vậy chúng ta cũng có thể thêm tiêu ớt vào bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Một số cái bệnh lý liên quan đến dạ dày thì chúng ta nên tránh ra hoặc là những cái trường hợp mà tiền mãn kinh bởi vì khi mà chúng ta ăn những đồ cay nóng thì có thể nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị bắt hỏa hơn. Nếu như bình thường thì chúng ta cũng có thể đưa vào cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất là nó giúp cho chúng ta ngon miệng hơn. Thứ hai là nó tốt cho cái vấn đề về tim mạch, về mỡ máu của chúng ta. Thực phẩm thứ năm đó là cá béo như là cá hồi, cá ngừ, cá trích. Thì trong cái nhóm cá này nó có rất nhiều omega 3 mà tác dụng của omega 3 là nó cực kỳ tốt đối với sức khỏe của chúng ta đặc biệt là cái vấn đề liên quan đến tim mạch của chúng ta bởi vì khi mà chúng ta bổ sung cái omega 3 vào á, thì nó giảm cái cholesterol xấu và nó lại tăng cái cholesterol tốt nên nếu như chúng ta ăn cá vào thì rất là tốt và có một cái chế độ ăn mà người ta đã nghiên cứu để đưa cho những người khác áp dụng đó là chế độ ăn địa trung hải bởi vì người ta thấy những đất nước sống ở vùng biển địa trung hải thì người ta thường là ăn cá nhiều người ta ăn dầu ô liu người ta ăn nhiều rau và hạn chế thịt đỏ thì người ta thấy cái tỷ lệ mà mắc bệnh tim mạch nó thấp hơn so với những các nước khác bởi vì thế khi mà chúng ta nên ăn cái bổ sung cá và bữa ăn hàng ngày và tốt nhất là hai lần trên một tuần thì ít nhất ra thì chúng ta cũng có thể là bổ sung omega 3 vào cơ thể của chúng ta để nó kiểm soát những vấn đề liên quan đến mỡ máu của chúng ta. Thực phẩm thứ sáu đó là các loại hạt. Thì trong các loại hạt thì nó cũng giống như là cá thì nó chứa cái hàm lượng omega 3 rất là cao. Ví dụ như là hạt óc chó nè, hạt điều nè, ca nè hạnh nhân nè nó sẽ giúp cho cái việc kiểm soát mỡ máu trong cơ thể của chúng ta rất là tốt chúng ta có thể thay nó như là một bữa ăn phụ hoặc là cái món ăn vặt của chúng ta nhưng lưu ý là chúng ta nên ăn những hạt chưa qua chế biến bởi vì nhiều hạt nó qua chế biến như là hạt điều rang muối nè thì chúng ta sẽ ăn nhiều muối thì cái có nguy cơ là chúng ta sẽ bị tăng huyết áp hơn hay là những hạt mà người ta có thể cho đường hay là cho muối vào nữa thì chúng ta chỉ ăn những cái hạt mà chưa qua chế biến những cái hạt nó sẽ giúp cho cái việc kiểm soát mỡ máu của chúng ta nó tốt hơn là những hạt mà đã chế biến rồi nha thì đấy là 6 nhóm thực phẩm giúp cho việc kiểm soát mỡ máu của chúng ta nó giúp tăng cholesterol tốt và nó giảm cholesterol xấu để mà hạn chế những bệnh lý về tim mạch thì chúng ta có thể bổ sung những thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày của chúng ta thì ta nó sẽ nó rất tốt cho cái sức khỏe tim mạch của chúng ta thì qua video ngày hôm nay thì dược sĩ hiếu hy vọng rằng các cô bác anh chị khi xem hết video này mà chúng ta muốn phòng dự phòng cái mỡ máu xấu muốn tăng cholesterol tốt thì chúng ta hãy đưa những thực phẩm mà dược sĩ hiếu vừa chia sẻ ở trên vào cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta ha và còn bất kỳ những thắc mắc nào mà cô bác anh chị muốn cần dược sĩ hiếu tư vấn thì hãy nhắn vào đường liên bên dưới dược sĩ hiếu sẽ hỗ trợ tư vấn và đồng hành xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo mừng bạn đã xem hết video cùng dược sĩ hiếu để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo